Xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Lối ra của FPT Play. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi nói về những nỗi buồn sau khi ly hôn, sau khi một cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng mà nhìn chung thì chương trình nào cũng có những cái kết vui, bởi vì những khách mời của chúng tôi đã tìm được ra lối ra cho mình để thoát khỏi những nỗi buồn đấy. Và hy vọng rằng là cuộc trò chuyện của chúng tôi với các khách mời sẽ giúp cho quý vị tìm được ra lối ra riêng cho nỗi buồn của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt của chương trình Lối ra, đó là MC Bạch Lan Phương. Bạch Lan Phương là một MC được nhiều người biết đến khi tham gia các chương trình về thời trang, làm đẹp trên truyền hình. Dù con đường đến với nghề dẫn chương trình của Phương hoàn toàn tình cờ, nhưng đó là cơ duyên để cô bộc lộ khả năng và chiếm được cảm tình của người xem. Thời gian qua, Bạch Lan Phương cũng được cộng đồng mạng chú ý khi công khai hẹn hò với diễn viên Huỳnh Anh. Luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, xinh đẹp và tươi tắn. Ít người biết rằng, cuộc hôn nhân trước đó của Phương tan vỡ đã từng khiến cho cô chịu nhiều tổn thương và đau đớn, cũng như trải qua rất nhiều khó khăn để vực dậy tinh thần. Sau tất cả, Bạch Lan Phương đã tìm thấy lối ra, nhẹ lòng hơn để hướng về cuộc sống phía trước. Cô luôn tin vào nhân duyên trong cuộc đời, nhất là khi luôn có chỗ dựa là gia đình và con cái ở bên. Chào em. Rồi, mời em ngồi. Cảm ơn Phương rất nhiều vì đã nhận lời tham dự chương trình hôm nay của chương trình Lối ra. Anh em mình thế là góc độ nào đây cũng là cùng nghề đúng không? Cùng nghề dẫn chương trình. Như anh thì thực ra anh cũng không có học hành bài bản muốn dẫn chương trình lắm. Không biết là em đến với việc dẫn chương trình là như thế nào? Em nghĩ là vào cái thời năm 2005, khoảng mười mấy năm về trước thì không có những cái trung tâm đào tạo MC hay là cái trường nào mà sau khi tốt nghiệp thì sẽ trở thành biên tập viên truyền hình anh ạ. Em nghĩ rằng ở cái thời đấy của anh em mình thì đều là những tự phát ạ. Thì lúc đấy là em mới đi du học về thì có người anh họ gọi điện là có một chương trình đang tuyển MC thì có muốn đến thử không? Thế lúc đang đi chơi ngoài đường thì ok đến luôn thôi. Và đến thì người ta có đưa cho em một vài cái sản phẩm và nó là thử lên sân khấu và giới thiệu về cái sản phẩm đấy. Thì bản chất mình là một người rất là hoạt ngôn, đi đâu cũng vui vẻ chuyện trò, thì em cứ nói chuyện như là mình đang trao đổi với bạn bè thôi. Và sau ngày hôm đấy thì chương trình có mời. Công việc của em hiện nay thì là đang là những công việc gì? Hiện nay thì em đang điều hành một spa và một thương hiệu mỹ phẩm riêng ạ. Tức là cũng tự làm spa. Vâng. Mình dùng là chính. Đúng là xuất phát từ mong muốn của bản thân. Thì là thôi mình mở ra một cái spa tại nhà luôn. Thì là vừa được đam mê, sống với đam mê, vừa được làm đẹp cho chính mình. Sao lại có cả thương hiệu mỹ phẩm riêng? Dạ vâng ạ. Thế là cũng tự lo luôn cho mình cả những cái phần đại khái là tốn nhất của chị em. Đúng rồi, tiết kiệm tối đa chi phí đấy ạ. Có quá là tính toán. Em có làm luôn cả thời trang không? Cũng có ạ. Có luôn cả thời trang. Vậy là coi như là đầy đủ các hạng mục mà tốn kém nhất dành cho phụ nữ thì em lo hết rồi. Tôi quả là một người biết lo xa và có tầm nhìn. Ngày trước em học và du học ở nước ngoài là em du học về chuyên ngành gì? Em du học về quản trị kinh doanh ạ. Tức là cũng chả liên quan đến truyền hình. Vâng, không liên quan một chút nào đến truyền hình. Không truyền hình, không truyền thông, không báo chí gì. Không ạ. Nhưng chắc là truyền hình thì cũng là một cái nghề tay trái, gần như là thêm vào cho cuộc sống thêm vui thôi đúng không? Chứ không phải nghề chính của em. Ở cái giai đoạn mà em bắt đầu làm MC thì lúc đấy em lại về đây và học tiếp đại học ở đây nữa. Thế thì lúc đấy là vừa đi học và vừa đi làm thì đấy là một cái công việc cũng không phải tốn quá nhiều thời gian ở cái giai đoạn đó. Đến khi mà em tốt nghiệp rồi thì vẫn theo đuổi công việc MC nhưng mà lúc đấy thì bắt đầu mở một cái spa riêng. Thì em nghĩ rằng là một cái công việc mà nó có thể giúp mình có những cái thu nhập tốt, một công việc để mình được sống đúng với đam mê, để mình không phải nhiều khi ví dụ có những cái bạn ấy theo nghề đi, có những cái chương trình dù muốn hay không bạn ấy vẫn nhận, vẫn làm. Thế nhưng mà mình thì có thể là mình sẽ được chọn lựa những cái mà mình thích để mình mới làm. Em làm nhiều nghề như vậy, em thích nhất làm nghề việc gì? Thật ra thì những cái công việc của em nghĩ rằng nó đều có liên quan đến yếu tố gọi là
sử dụng ngôn ngữ, sử dụng tiếng nói. Dẫn chương trình thì mình dùng tiếng nói là chắc chắn rồi, và dùng cả hình ảnh của mình nữa. Thì cái công việc làm đẹp của em cũng gọi như là sale ấy ạ, tư vấn cho khách hàng, rồi là cái ngoại hình của mình để người ta tin là à, khi mà sử dụng dịch vụ của mình thì họ cũng sẽ có được cái kết quả khả quan như vậy. Phần nào đấy thì là mình làm, nói thẳng luôn là làm liên quan đến làm đẹp, đúng không? Vâng, đúng rồi. Bản thân mình phải giữ cho mình đẹp trước. Dạ. Thì đấy, chứ không thể nào mà các dịch vụ cung cấp về làm đẹp nhưng mà mình lại trông hơi bị gọi là ẩu trong việc là giữ gìn sắc đẹp thì sẽ không ổn. Và khi mà mình làm một cái công việc cũng có liên quan đến cộng đồng thì mình lại càng có ý thức hơn trong cái việc mà chăm sóc và giữ gìn cái làn da rồi là sắc đẹp. Em nghĩ là hai cái công việc của em mặc dù nghe thì có vẻ không liên quan đến nhau nhưng mà lại bổ trợ cho nhau khá là nhiều. Có, anh nhìn thấy việc đấy, một việc là lên hình thì cần phải có hình ảnh đẹp. Vâng. Một bên là để giữ gìn cái hình ảnh đẹp. Anh nghĩ hai cái liên quan rõ ràng. Em đã có một thời gian làm ở đài và phải giữ gìn hình ảnh. Đấy có phải là lý do mà khiến cho những câu chuyện liên quan đến cuộc sống riêng của em cũng giữ khá kín không? Thật ra thì gần đây, dạo gần đây có thể là em sẽ được chú ý hơn bởi những cái câu chuyện riêng mà mình vô tình bị cuốn vào cái câu chuyện đó. Còn từ xưa đến nay em nghĩ rằng là mình không phải là người của công chúng hay người nổi tiếng gì cả. Mình chỉ đang làm một cái công việc mà mình đam mê thôi. Tức là em hoàn toàn nghĩ rằng cái việc mình làm MC, là người dẫn chương trình chỉ là một công việc như bao người thôi. Chính vì lẽ đó mà từ xưa đến nay khi có rất là nhiều phóng viên để phỏng vấn từ trước đó rồi thì em đều nghĩ rằng là mình không có gì để chia sẻ nhiều. Và có những cái câu chuyện riêng của mình, nhiều người đề nghị là phỏng vấn và đề nghị em chia sẻ thì em chủ động là không. Thế nên anh rất cảm ơn em đã nhận lời đến với chương trình này. Lần đầu tiên tôi kể ạ. Em có một cuộc tình khá dài và sau đó cũng có một cuộc hôn nhân cũng kéo dài cũng gần chục năm. Anh nghĩ cũng là lâu đấy. Em yêu cũng đâu đó gần chục năm và lấy cũng gần chục năm. Và sau đó thì cuộc hôn nhân ấy dừng lại. Và đâu sẽ là cái quãng thời gian khủng hoảng nhất của em khi cuộc hôn nhân ấy dừng lại? Em nghĩ cái giai đoạn mà khủng hoảng đó chính là cái giai đoạn sau hôn nhân. Sau khi hôn nhân tan vỡ. Tức là khi thủ tục các thứ xong xuôi hết rồi. Vâng. Thì bắt đầu lúc ấy mình mới là khủng hoảng. Tại vì không chỉ là cái cuộc hôn nhân đấy tan vỡ mà cùng một lúc nó có quá nhiều sự kiện đến với em. Và em cảm tưởng như là 30 năm cuộc đời trước của mình nó tuyệt vời, nó hạnh phúc quá. Để bao nhiêu cái nỗi đau nó dồn hết lại trong khoảng 3 năm sau khi cái cuộc hôn nhân đấy tan vỡ. Tức là ngoài hôn nhân ra còn một loạt những thứ khác nó cũng kéo đến luôn. Rất là nhiều thứ kéo đến cùng một lúc mà cảm tưởng như là đến bây giờ khi mà mình qua rồi mình nhìn lại mà sao hồi đấy mình lại có thể vượt qua được như thế. Anh nghĩ cuộc sống của mình ấy, những cái khó khăn và nỗi buồn nó cũng giống như chủ nợ ấy. Em cứ để ý xem, ngoài đời ấy, mà một chủ nợ đến đòi kiểu gì các chủ nợ khác cũng đến đòi cùng. Tại vì là rõ ràng là phải có vấn đề gì đấy thì một chủ nợ nó mới đến đòi mình chứ. Vậy các chủ nợ kia sẽ nghĩ rằng ôi chết rồi, mình không đến đòi nhưng không đòi được thì sao. Thật ra có lúc em nghĩ rằng là ước gì mà cuộc sống của mình trước đây nó cũng vất vả khó khăn một chút. Để khi mà mình có sóng gió đến thì mình có đủ sức mạnh, có đủ năng lực để đấu chọi với nó. Nhưng mà bởi vì 30 năm cuộc đời thật sự là như một giấc mơ. Nó quá đẹp để đến mức mà khi em gặp phải những cái sóng gió này thật sự cảm thấy kiệt quệ. Nào là hôn nhân tan vỡ, nào là công việc, rồi là bạn bè. Em đã phải gặp chuyên gia trị liệu tâm lý và điều trị một thời gian. Tức là lúc ấy tâm lý của mình cũng một dạng gọi là sang chấn và cũng bất ổn. Em nghĩ là như vậy. Cái khoảng thời gian kéo dài lâu không? Khoảng thời gian đấy em nghĩ là kéo dài cũng phải 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm. Thật ra lúc đấy em lại còn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc là mình phải mạnh mẽ. Tức là khi ban ngày mình mở mắt ra là mình biết là mình phải tiếp tục sống, tiếp tục làm việc. Và mình từ xưa đến nay mình luôn luôn là một người mà gần như là truyền cảm hứng cho rất là nhiều người. Chính vì thế mà em không có bất kỳ một cái chia sẻ nào về sự buồn bã hay đau khổ hay khó khăn ở trên mạng cả. Mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ cho đến khi mà một mình đối diện ở trong cái căn phòng mình lúc trước khi đi ngủ ấy, em mới thấy giai đoạn này tệ thật. Tức là mình hiểu là mọi nỗi buồn đều sẽ qua. Nhưng mà mình không biết rằng là
bao giờ nó qua. Về mặt lý trí anh em mình đều biết việc đấy, nhưng mà khi nó đến với mình thì không biết bao giờ nó qua thật. Tập biết là rồi sẽ qua đấy, nhưng mà bao lâu? Một năm mà, hai năm mà, không thể như thế được, nhưng mà không có lối thoát. Một người phụ nữ khi mà người ta làm mẹ, người ta không còn sống cho mình nữa. Lúc đấy toàn bộ cái tâm trí và suy nghĩ của em chỉ nghĩ về cô con gái của mình. Mình thật sự là phải mạnh mẽ, mình không còn lựa chọn nào khác. Bước ra khỏi cái cuộc hôn nhân đã đành rồi, bước ra khỏi cái căn nhà đấy, thì lúc đấy em toàn đang trong cái giai đoạn mà mình phải sửa sang cái ngôi nhà mới, rồi lại đi ra khỏi ngôi nhà cũ thì phải thuê một cái căn nhà để ở tạm thời. Ở tạm thôi. Thì mọi cái điều kiện nó rất là khó khăn lúc đấy, mà một mình cứ phải lo. Nhiều khi trước đây thì sướng quá, cái gì cũng có người hỗ trợ, cái gì cũng có người giúp. Thế lúc đấy một thân một mình, con gái em nghĩ kiểu sao mà trước đây mình hạnh phúc quá, đến bây giờ tự nhiên rất khó khăn dồn hết vào một lúc như thế. Thế lúc ấy xong em có trách cứ hay là có giận dữ hay là có kiểu là nghĩ tìm ra nguyên nhân hay cố gắng tìm ra một cái nguyên nhân ở đấy để đổ lỗi cho những cái nỗi buồn em đang phải trải qua không? Thật ra lúc đấy cũng em nghĩ rằng là nó là giai đoạn để mình review lại bản thân. Có khi mà mình đang sung sướng, đang vui vẻ, đang thoải mái thì mình không biết rằng là mình đã có những cái sai lầm gì, mình đã hoàn hảo hay là đã đủ chín chắn trong cái cách hành xử hay chưa. Thì giai đoạn đấy mình review lại, mình là em nghĩ rằng mọi cái tín hiệu của vũ trụ gửi đến đều để nhắc mình rằng là có cái bài học đấy, mình phải nhìn lại đi. Và khi mà em nhìn lại thì em không trách ai cả, em tự trách chính mình là có lẽ là mình chưa đủ ổn, chưa đủ tốt, chưa đủ chín chắn, và cái sự việc xảy ra khiến mình cần phải nhìn lại chính mình. Để có thể nhận thức được những việc như em vừa nói, anh nghĩ không dễ đâu. Tại vì khi chúng ta mà bị đẩy vào trong một cái hoàn cảnh bất ngờ và nó có quá nhiều những cái nỗi khổ, thì thường chúng ta luôn luôn phải tìm một cái gì đấy để đổ lỗi. Và cái việc đổ lỗi nó chưa bàn đến chuyện xấu tốt, nhưng nó là một cái tâm lý rất quan trọng để chúng ta có cái cảm giác giảm đau. Vì phải có một cái gì đấy chứ, phải chắc chắn là mình va vào cái bàn này là vì do cái bàn này không có mắt nó đứng ở đây và nó làm mình va phải nó, chứ không thể nào mà. Thì cái cách đấy nhiều người khi mà chìm trong nỗi buồn anh nghĩ là họ cũng đã phải trải qua. Thế sau bao lâu thì hai mẹ con mới được chuyển đến một ngôi nhà ổn hơn? Lúc đấy là sát Tết anh ạ. Sát Tết. Dạ có đúng Tết. Vâng, sát Tết. Anh biết đấy, khi mà cái không khí sát Tết ấy, nó là một cái không khí rất là tuyệt vời. Em nghĩ thế. Một năm em không thích Tết nhưng em thích những ngày cận Tết, bởi vì đấy là những cái khoảng thời gian mà người ta tất bật, rồi là người ta quây quần, rồi người ta cùng nhau chuẩn bị mọi thứ. Thì lúc đấy em cũng rất là cố gắng để làm sao mà hai mẹ con có thể chuyển về cái căn nhà mới. Mặc dù là cái căn nhà mới vẫn chưa đầy đủ, gần Tết thì thợ họ nghỉ rất là nhiều, nhưng mà em bảo thôi, kiểu gì cũng phải về, có một cái đệm để nằm ngủ không thôi cũng được, cũng vẫn phải về. Rồi sau đấy thì mình bắt đầu kiểu bổ sung thêm những cái mà còn đang thiếu. Cũng đào, cũng quất các thứ chứ. Vâng, cũng đào, quất mai. Nói chung là cũng đầy đủ như là những cái Tết trước đó. Có nhiều người khi bước ra khỏi nỗi buồn của một cuộc tan vỡ, họ lại hay làm những hướng ngược lại. Thì họ hay thể hiện ra những điều ngược lại. Họ lại rực rỡ nhất có thể. Họ lại tưng bừng nhất có thể. Họ lại đẹp nhất, sexy nhất có thể, để muốn chứng minh vừa cho người cũ thấy rằng là này, tiếc chưa, vừa muốn thể hiện thiên hạ là không, tôi vẫn đang rất ổn, mọi chuyện nó rất ổn, chả có vấn đề gì cả, những nỗi buồn đấy chả làm gì được tôi. Em có ở trong cái nỗ lực đấy không? Em không. Tại vì thật ra cái đặc thù nghề nghiệp của mình lúc nào mình cũng phải rực rỡ, xinh tươi rồi. Thế nên là những cái ngày tháng đấy em cũng vẫn như vậy thôi. Thậm chí là sau này khi mà được chú ý hơn bởi một cái mối tình sau đó, thì có nhiều người nhắn tin cho em là giật mình là ủa, tan vỡ lúc nào mà đã có người mới vậy. Tức là mọi thứ ở trên cái trang cá nhân của em hay mọi thứ nó rất là bình yên, không có một cái gì khác, không có cái sự xáo trộn nào cả. Cái sự thay đổi trên ngày nay mạng xã hội mà, nó như kiểu là cái biểu đồ sức khỏe, biểu đồ sức khỏe của cảm xúc, lúc nào vui, lúc nào buồn, thứ nó rất dễ biểu hiện ở trên đấy. Dạ nên đúng. Là đôi khi nhiều người một cách rất vô tình cập nhật cái trạng thái của mình thường xuyên, thì những người khác cũng căn cứ vào đấy có thể biết được là đang có chuyện gì. Ví dụ như là thấy tự nhiên vui quá đà, vui quá chớn là biết ngay là có chuyện gì đấy đang buồn. Vâng.
tự nhiên thấy nói những lời yêu vợ rồi ca ngợi vợ, biết ngay là tối hôm trước đi nhậu về muộn hoặc là vợ phát hiện ra là có mối quan hệ mới thì hay là thấy tự nhiên post ảnh bikini nhiều, hay là thấy có nhiều chị mà tuổi đã qua 40 rồi mà tự nhiên có con nhỏ, thì mọi người kiểu gì cũng hỏi là sao có các con lớn hết rồi tự nhiên lại có con nhỏ này, thì hay là do là đổi đối tác kiểu thế, hay mọi người cũng hay có những cái nghi ngờ đấy, nhưng em đã giữ cho mọi chuyện gần như không có gì thay đổi. Trừ những người thân bạn bè xung quanh thì biết, còn đâu những ai mà trên mạng thì chắc chắn là không biết một cái gì. Và rồi những cái ngày tháng, những cái chuỗi mệt mỏi đấy nó đã dừng lại như nào? Thật ra thì em nghĩ rằng rồi mình cũng phải quen thôi. Và dù có thế nào thì mình vẫn phải bước tiếp. Khi mà em xác định được rằng là không thể làm gì để thay đổi điều đó thì mình phải thích nghi với nó. Em là người mà tự trị liệu tâm lý cho mình rất là giỏi. Bất kỳ một cái chuyện gì xảy đến em cũng sẽ bình tĩnh ngồi tại sao, và nỗi buồn của mình nó xuất phát từ cái gì, từ cái sự ích kỷ, từ cái sự mong cầu, hay là nỗi buồn của mình không phải do mình mà do người khác. Em trấn tĩnh bản thân mình rất là tốt. Và em nghĩ rằng là khi mà mình còn có thể thay đổi được thì mình sẽ cố gắng, nhưng khi mình không thay đổi được gì nữa thì mình phải thích nghi với điều đó. Những cái nỗi buồn hay là những cái ông chủ nợ buồn đấy cũng một thời gian dài rồi ông ấy chán, ông ấy bỏ đi, hay là nó phải có một cái sự kiện gì? Có nhiều người ví dụ như đến với chương trình Lối Ra thì có thể đôi khi họ vì là cái khoảnh khắc họ nhìn thấy con, hay có những người thì là họ không may lại bị một cái bệnh gì đấy, nói chung là một cái biến cố thêm vào cho cái giai đoạn họ đang rất biến cố, thế là khiến họ đẩy họ ra được khỏi cái vào cái trạng thái là không còn cái gì để lùi lại được nữa, thì họ lúc ấy họ nỗ lực họ thoát được ra và họ tìm được ra cái lối ra khỏi cái nỗi buồn đấy. Em có cái khoảnh khắc nào như vậy không? Thật ra em nghĩ rằng mọi cái sự cố gắng của em trong cuộc sống đều là vì con gái và vì bố mẹ mình nữa. Trước đây thì mình là niềm tự hào của bố mẹ về mọi mặt, học hành rồi ngoan ngoãn. Khi mà em bước ra khỏi cái cuộc hôn nhân đó thì bố mẹ em cũng rất là văn minh. Chẳng sao hả con ạ, bình thường mà. Trên thế giới này biết bao nhiêu người đang tan vỡ, đâu phải mình con đâu. Thế nên là con cứ thoải mái sống với cái đam mê, với mong muốn, với sở thích của mình. Mọi thứ thì bố mẹ sẽ hỗ trợ cùng với con. Tức là bố mẹ không hề trách móc hay là không hề đổ thêm dầu vào lửa, cũng không hề tạo cho mình thêm nỗi buồn, áp lực gì cả. Chưa từng ạ, chưa từng. Tại vì cái cuộc hôn nhân của em đi đến tan vỡ là bởi vì mình không còn sự lựa chọn nào khác. Mà mọi thứ gần như là mình không phải là người chủ động quyết định điều đó, mà mọi thứ mình bị động. Thế nên là bố mẹ em cũng hiểu điều đấy. Thời gian đầu thì như bao nhiêu gia đình khác, bao giờ cũng vun vén vào muốn hàn gắn cho các con. Nhưng khi mà bố mẹ em nhận ra rằng là không thể nữa thì thôi, mình phải support để cho con mình mạnh mẽ, vui vẻ hơn thôi. Ví dụ con muốn đi du lịch đi thì kiểu có thể em bé ở nhà bố mẹ giúp, bố ông mẹ cho đi chơi đi, thoải mái đi, vui vẻ đi. Hàng ngày cũng vậy, em lo làm việc xong tối muốn đi chơi đâu hay làm gì thì đều có ông bà hỗ trợ rất là nhiều. Thế là dần dần rồi em cũng thấy vượt qua được. Và bản thân thì mình không phải là người duy nhất trên thế giới này đang trải qua một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mà mình nghĩ đến con, mình cũng nghĩ là con mình không phải là em bé duy nhất phải sống trong cái cảnh bố mẹ không còn ở bên nhau. Vậy thì trong cái điều kiện không thể thay đổi này rồi, mình có thể làm được điều gì tốt nhất? Tại lúc nào thì hoàn cảnh không thay đổi thì mình phải làm được cái gì tốt nhất trong cái hoàn cảnh đó. Thế là em nghĩ rằng mình cần phải văn minh, cần phải giữ một cái liên kết, một cái mối quan hệ tốt với cả người cũ để cho con mình không hề cảm thấy bất kỳ một cái sự khó khăn nào. Em chỉ nói với bạn ấy rằng là ở lớp con có những cái bạn chơi rất là thân, nhưng mà sang năm sau là thấy bạn ấy trẻ con quá, không thích chơi cùng nữa. Đấy là chuyện rất bình thường, bố mẹ cũng vậy, chơi thân với nhau quá nhiều năm nay rồi, nhưng mà tự nhiên bây giờ là quan điểm là không giống nhau, không chơi thân với nhau nữa, như cả hai đều yêu con mà. Có gì khác đâu, chỉ là không ở cạnh nhau thôi. Thì mình nói chuyện với con như vậy thì con cũng rất là hiểu, và được cái may mắn là con gái em rất là hiểu chuyện, rất là người lớn. Bạn ấy không có những cái câu hỏi để làm khó hay là kiểu xoáy vào tim mình, như kiểu là tại sao bố mẹ không ở với nhau, hay là tại sao con không được như các bạn khác. Bạn ấy không thế. Thế nên là em dần dần cảm thấy là mọi thứ với mình nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Chứng tỏ em vẫn có sợ những câu hỏi như là em vừa ví dụ ra ấy, thì có phải là vì em đã chưa giải quyết được hết những nỗi buồn quá khứ không? Em sợ bạn ấy hỏi, bởi vì mình thật sự là không thể trả lời được. Nếu như mà em trả lời
lại thành rằng mình nói những cái lời không được tích cực lắm về đối phương. Em không muốn thế. Em muốn rằng là trong mắt con gái em thì bố của bé phải là một người rất là tuyệt vời, rất là yêu con. Và cái sự tan vỡ này hoàn toàn chỉ là vì hai người không tìm được tiếng nói chung thôi. Em không muốn bất kỳ một cái suy nghĩ nào khác về bố từ bạn ấy. Nên nếu như chẳng may bạn ấy có hỏi, mình cũng sẽ phải tìm cách lựa đi. Nhưng mà mình mà nói dối nhiều khi con mình cũng cảm nhận được. Thế là cũng thuộc loại cụ non. Dạ vâng ạ. Cũng già trước tuổi. Chính xác, bạn ấy cực kỳ là trưởng thành mà. Nhiều khi em cảm giác là, ủa ai là mẹ vậy? Kiểu nói nhiều câu mà rất là người lớn. Có cái kỷ niệm nào, có cái khoảnh khắc nào trong cái giai đoạn buồn khổ đấy khiến em còn nhớ đến tận bây giờ? Thật ra khi mà trước khi bước vào chương trình, em nghĩ rằng là cũng sẽ có những cái câu hỏi như vậy. Và em đã suy nghĩ rất là nhiều là mình sẽ trả lời như thế nào đây. Bởi vì đúng là có một cái khoảnh khắc mà mỗi khi nhắc lại vẫn rất là nhiều cảm xúc. Đó chính là từ bé thì trộm vía là bạn nhà em rất là sướng. Bố mẹ đưa đi rất là nhiều nơi, mọi thứ gia đình rất là vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Thế nên là mỗi cái dịp sinh nhật của bạn là bạn rất là háo hức. Háo hức chuẩn bị nào là tổ chức với nhóm này, nhóm này, nhóm này. Thế thì đến cái sinh nhật đầu tiên của bạn ấy, khi mà hai mẹ con gọi là chuyển nhà đi, thì buổi tối hôm đấy hai mẹ con nắm tay nhau đi siêu thị để mua bánh kẹo để chuẩn bị hôm sau sinh nhật ở lớp. Bàn tay bé xíu nắm lấy mình xong rồi kiểu mua bánh kẹo vui ngước lên nhìn mẹ. Cái ánh mắt đấy đến bây giờ em vẫn không thể quên được. Tại vì em nghĩ rằng là giá như mà mình có một cái gia đình đầy đủ thì đây sẽ là khoảnh khắc ba người cùng nhau chuẩn bị cho con. Nhưng mà lúc đấy thì chỉ có một mình thôi. Thế nên là khi về rồi xong rồi con ngủ, cả đêm cứ ngồi ngắm con, nghĩ là em cứ nghĩ lại là liệu mình đã làm tốt nhất chưa. Liệu cái sự lựa chọn này của mình nó đặt bản thân vào đấy quá nhiều để quyết định, chứ mình đã từng nghĩ cho con chưa. Thì đấy là cái khoảnh khắc mà em nghĩ rất là nhiều. Đấy là một khoảnh khắc mà em nhớ đến tận bây giờ. Vẫn nhớ cái ánh mắt đấy. Những sinh nhật sau thì sao? Những sinh nhật sau thì quen rồi ạ. Thời gian như thế này, em thì em rất là muốn có một cái mối quan hệ tốt với người cũ. Để ví dụ như là thỉnh thoảng có thể cùng nhau đi ăn có con chẳng hạn. Thì con vẫn được hưởng cái không khí của ba người. Thế nhưng mà khi mà mình nghĩ cho người khác nữa, nghĩ cho cái người đến sau, thì có thể họ sẽ không thoải mái với cái khung cảnh đấy đâu. Thì khiến cho cái mối quan hệ của họ cũng không được tốt. Thế em nghĩ là mình mong muốn thì là như thế. Mình hoàn toàn rất là vô tư, rất là trong sáng nghĩ cho con. Nhưng mà bản thân người khác người ta không nghĩ vậy. Thì mình không thể nào đòi hỏi người ta cũng nghĩ giống mình được. Thế nên là cũng từng mong muốn mở lời rằng là có thể cùng nhau đi ăn mà có con được không, hoặc là cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con được không. Chẳng hạn như thế, cũng mong muốn đề nghị như vậy. Nhưng rồi nghĩ không khả thi nên là cũng thôi. Thế cuối cùng thì em nghĩ rằng là thôi, đấy lại vẫn là câu nói là hoàn cảnh có như thế nào thì mình phải chọn ra cái tốt nhất, cố gắng để tốt nhất trong hoàn cảnh đấy. Thì bây giờ con tổ chức sinh nhật với bố đi, rồi con tổ chức sinh nhật với mẹ sau. Tức là không cùng nhau nhưng mà đều có mặt của những người thân yêu của con trong cái ngày quan trọng. Và với con thì coi như có hai lần được tổ chức sinh nhật. Hai lần được tổ chức sinh nhật, vậy là vui rồi. Cái việc đổ vỡ, chia tay với trong hôn nhân ấy, thì nó diễn ra cả một quá trình chứ không phải là xảy ra một ngày hai. Cho nên trong cái lúc mà xảy ra như thế thì hai bố con thường xuyên là chia sẻ với nhau và xác định là cái việc đó là việc đương nhiên và hết sức là nhẹ nhàng. Thì thực ra ấy, nếu mà có thể gọi trăn trở lớn nhất thì là đối với cả đứa cháu Di, là con gái của chung của hai bạn, thì rất mừng là Di cũng dần dần sớm hiểu việc đấy và thoát khỏi cái việc có những cái mặc cảm nhất định. Đấy là nỗi mà mừng nhất, mà yên tâm nhất mà chú thấy cảm nhận được. Em luôn cho rằng mình không phải là người của công chúng, nhưng gì thì gì, mình vẫn có cái áp lực của việc giữ gìn hình ảnh. Giữ gìn hình ảnh ngoài là việc để mình làm chương trình ra, còn những cái kinh doanh riêng của mình, còn nhiều thứ khác nữa. Và những hình ảnh, thậm chí là hình ảnh của một chỗ dựa. Cái áp lực đấy với em nó có khó khăn, và nó tạo cho em những khó khăn như thế nào trong lúc mà em phải
một trong lòng thì vô cùng buồn bã, nhưng bên ngoài thì lại vẫn cứ phải giữ một hình ảnh. Thật ra là có nhiều cái em nghĩ rằng phải trải qua thì người khác mới hiểu được. Có những cái ví dụ như là lớp của con gái tổ chức tổng kết cuối năm, thì các gia đình bao giờ cũng sẽ là bố mẹ cùng nhau cho con đi du lịch, đi đâu đó, thì mình không thể không đi được, không thể không cho con đi được, nhưng mình cũng không biết phải mở lời như thế nào là, để bố con có thể tham gia cùng với hai mẹ con hay không. Rồi anh biết đấy, nhiều khi bọn em là một mối quan hệ quá là lâu năm, thật sự là tất cả bạn bè đều là bạn bè chung của cả hai. Thì khi mà hai đứa tan vỡ thì cái nhóm bạn bè chung đấy là phải phân thân ra. Thì anh biết con trai thì thường họ sẽ thông cảm cho nhau hay đi với nhau nhiều hơn. Thế rồi vợ của những cái bạn trai đấy thì thường phải đi theo chồng. Thế là có những cái cuộc mà họ là những người bạn mà bọn em tuần nào ngày nào cũng gặp nhau, cho đến sau này khi cái cuộc hôn nhân em tan vỡ thì một mình em một chiến tuyến, có nhiều không liên quan gì đến hội nhóm đó luôn. Mọi người lập luôn một nhóm khác nói chuyện mà không có mình. Rồi rất là nhiều cái cảm giác nó kiểu cùng cực tệ kinh khủng trong cái giai đoạn đấy mà em phải làm quen. 15 năm em nghĩ là một chặng đường khá là dài. Và hơn nữa khi người ta nhìn vào mình là một hình mẫu gọi là cũng may mắn đi, thì bây giờ nếu như mà cái hình ảnh đấy không còn nữa, em nghĩ rằng là cũng sẽ khiến cho những người ta có thể người ta không thích mình, người ta cảm thấy là người ta cảm thấy hả hê lắm. Còn với những ai mà thường xuyên nhắn tin cho em, chị là động lực ấy, để bọn em cố gắng, bởi vì nhìn vào chị, nhìn vào cái hình mẫu đấy, bọn em thấy rằng là bọn em vẫn còn niềm tin vào tình yêu. Thì trời ơi, đến lúc đấy mình cũng rơi vào hoàn cảnh đấy, rồi mình không biết phải nói gì luôn. Tiến thoái lưỡng nan. Không biết phải làm gì, em chỉ biết im lặng thôi. Im lặng và để cho, tức là mọi người có thể đoán ra đoán non, nhưng mà không ai khẳng định là cô này đã sống một cái trong một cái cuộc sống hôn nhân tan vỡ rồi. Mọi thứ nó vẫn phải hoàn toàn bình thường. Và lại vẫn tự trị liệu cho mình rằng là mình đã may mắn hơn nhiều người khác. Mình có một cuộc sống thoải mái rồi, thì những cái khó khăn này mình đang gặp phải ấy, cũng là điều bình thường thôi. Nhiều người ta còn khó khăn hơn mình nhiều. Nhưng có giờ em bị áp lực vì cái việc rằng là đôi khi anh em mình sẽ dễ bị nói là giả tạo. Vì là rõ ràng cái cuộc sống riêng thì đang bề bộn bao nhiêu thứ như vậy, mà hình ảnh bên ngoài, hoặc là hình ảnh chí ít là mình đang để cho người ta nghĩ là mình lại rất là vui vẻ, thành công, hạnh phúc, vân vân. Đến một ngày nào đấy họ dùng một cái từ trong nháy nháy là bóc phốt, phát hiện được ra là thực tế là như thế này, như thế này, như thế này. Xong họ bảo mình là trước đây sống giả tạo, em có bị áp lực đâu. Cũng có ạ. Cũng nhiều người hỏi em là tại sao không chia sẻ, tại sao không nói, hoặc là có nhiều người nói rằng là em có muốn bán câu chuyện của mình không. Tại vì khi mà em chia sẻ và anh biết đấy, như anh dùng từ bóc phốt đi, bóc phốt người cũ đi, thì mình sẽ được rất là nhiều lợi thế về mặt truyền thông, về mặt hình ảnh, về sự thương cảm của cộng đồng. Nhưng mà em không làm như vậy. Tại vì cũng chả được gì, đúng không? Tại vì không được gì, và bởi vì thật sự là em muốn giữ một cái kết nối tốt với bố của con. Anh biết là phụ nữ mà khi mà mình còn đang là vợ người ta ấy, mình nhiều khi không hài lòng là mình cằn nhằn, mình nói rất là nhiều. Thế đến khi mà tan vỡ rồi, nhiều khi có những cái em bực lắm, vẫn kiểu thói quen cũ là nói một hai câu, xong em phải xin lỗi ngay. Bởi vì quên mất, em xin lỗi. Em xin lỗi để cho cái mối quan hệ đấy của bọn em nó được tốt đẹp. Để cho kiểu, bây giờ mình là vợ, mình nói gì chả được. Bây giờ không phải là vợ nữa mà mình cứ còng nhào thế này, là người ta lần sau không nói chuyện với mình nữa thì sao. Người thiệt là con mình, là em phải xin lỗi luôn. Thế thì em từng bước chuyển cái mối quan hệ của bọn em từ hạnh phúc ở trong hôn nhân sang là hạnh phúc kể cả sau hôn nhân. Tức là em muốn cho người khác nhìn thấy hình ảnh của chúng em là lúc nào cũng văn minh, lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái, kể cả có yêu nhau hay không còn bên nhau nữa, vẫn phải là một cuộc sống rất là tốt. Mối quan hệ mà khi trước đây người ta ngưỡng mộ thì bây giờ người ta cũng phải ngưỡng mộ. Anh thấy cái góc nhìn này hay đấy. Tức là trước giờ người ta sẽ không thể nào đủ bình tâm khi mà rời khỏi một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh nghĩ là để có chiến lược đấy, chắc là quý vị khán giả cũng không có nhiều người nghĩ ra cái hướng đấy đâu. Cảm ơn em là vì gợi ý cho mọi người được một cái hướng cũng rất là hay. Và em đã làm được điều đấy trong chính xác khoảng bao nhiêu lâu sau khi mà
ly hôn sao? Thật ra em cũng không có cái gì cao siêu hay là tốt đẹp hay là mạnh mẽ hơn người khác đâu. Mình vẫn có những cái sự trách móc trong lòng đấy anh ạ. Trách lắm. Mình trách chứ. Nhưng mà chỉ dám trách trong lòng thôi. Chứ bây giờ mà nói vào mặt người ta xong rồi người ta bảo là thì đằng nào cũng tan vỡ rồi, trách làm cái gì nữa thì lại mất hay ra không? Em nghĩ rằng là phải mất 6 tháng đến 1 năm. Tức là mọi cái cảm xúc của em là thiên chuyển theo cái cô con gái của mình. Tức là lúc đầu bạn ấy cũng không thích cái việc phải chuyển nhà hay là việc bố mẹ không ở với nhau đâu. Bạn ấy vẫn sẽ có 1-2 lần phản kháng, tức là mong muốn, đề đạt. Đấy, cho đến khi mà bạn ấy nhận ra rằng là không thể thay đổi được điều đấy nữa. Bạn ấy không còn những cái đề đạt với mình nữa. Thì tự cái cảm xúc của em nó cũng nhẹ dần, nó cũng nguôi ngoai dần đi. Em có chia sẻ đoạn đầu ấy, đó là có một thời điểm em phải tìm đến cả bác sĩ tâm lý. Động lực gì khiến em phải, hay là có ai bảo, hay là phải nghĩ như nào mà em tìm đến bác sĩ tâm lý? Vì không phải ai ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn thì họ nghĩ bác sĩ tâm lý đâu. Em thì em nghĩ là mình phải giải quyết vấn đề của mình thôi. Anh biết là như rất là nhiều bà mẹ khác thì mẹ em cũng thuộc tiếp phụ nữ là hy sinh rồi là làm tất cả vì gia đình. Thì cái giai đoạn đấy khi mà em quyết định là bước ra khỏi cái cuộc hôn nhân này thì mẹ em thật sự là không hài lòng, không vui một chút nào. Thậm chí là có những giai đoạn là mẹ không nói chuyện với em. Giận, không nói chuyện. Mình đã rối bời lắm rồi. Xong mẹ cũng không nói chuyện với mình. Tức là rồi là cái cô bạn thân của em ở giai đoạn đấy, tức là bọn em cùng có một cái công việc chung với nhau, thì bởi những cái mâu thuẫn nên bọn em tách ra. Em cảm thấy một mình em đang phải chiến đấu lại với thế giới này mà vẫn không được bù lu bù loa lên mạng khóc lóc tỏ ra đau khổ. Thì mình phải làm gì đây? Bây giờ mình không tự được thì mình hãy nhờ những người mà người ta có kiến thức, có kinh nghiệm để người ta dẫn dắt làm thế nào để mình vượt qua cái giai đoạn này. Thì có một người bạn nói rằng là chị có một cái chuyên gia trị liệu tâm lý này, em thử gặp chị ấy xem. Cái cách giải quyết của người ta không phải là khuyên mình nên làm gì, mà là người ta sẽ đưa ra những câu hỏi. Và khi mà mình ngồi trả lời những câu hỏi đấy là mình, thế là tôi vẫn đang tự giải quyết vấn đề của tôi đấy chứ. Nhưng mà người khác gợi mở cho tôi thôi. Thì em đã gặp chị ấy và sau 2 buổi thì em thấy là mọi vấn đề đều giải quyết được thôi mà. Là mình biết mình phải làm gì rồi. Thế sau đấy thì em thấy mọi thứ tốt dần hơn. Mọi người vẫn nói rằng cái công tác trị liệu tâm lý hay là tư vấn tâm lý nó giống như việc là cái câu trả lời thực ra đã có sẵn ở trong lòng người hỏi. Thường ít khi là những ai mà không có câu trả lời đến hỏi thì thường chỉ tốn tiền thôi. Đúng rồi, chính xác. Nên là những người mà họ đã có sẵn câu trả lời thì họ vẫn đến hỏi. Và những người mà trị liệu tâm lý tốt ấy, hay giỏi thì thường họ là những người cứ gỡ dần những cái lớp che chắn, những cái lớp che phủ cái câu trả lời đấy để là tự cái người kia hóa ra câu trả lời trong mình. Đúng rồi, mình phải tìm mọi cách thoát ra cái hoàn cảnh này. Không thể nào mà cứ suốt ngày buồn, suốt ngày đau khổ được, không thể nào. Bởi vì bản thân em từ xưa đến nay luôn là một người rất là vui vẻ, khá là vui tính. Nên là không thể nào mà mình cứ chìm đắm trong một cái nỗi buồn day dứt quá lâu như vậy. Mình còn nhiều thứ phải làm. Tôi biết là nhiều lần Phương cũng buồn khóc nhưng mà không muốn thể hiện cái việc đấy trước mặt bố mẹ. Nhưng mà với một cái kinh nghiệm những người cha hiểu thì tôi thừa biết là Phương nó không đơn giản như thế. Nhưng mà đấy là điều khẳng định là hôn nhân nào thì cũng có cái sự gọi là thiếu hụt hay là mất mát nhất định. Cho nên là với một người mà lại có một cái nặng về nội tâm mà lại có khả năng giỏi môn văn thì cái chuyện day dứt đấy đối với Phương nó cũng không phải là đương nhiên xảy ra, mà không phải là giấc mộng tiêu tan trong một sớm một chiều. Chuyện chia tay mà không hợp nhau thì đấy là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai người. Mặc dù chồng của Phương cũng là một người rất là tuyệt vời, cũng không phải là có những điểm yếu gì để mà phải đến mức độ nghiêm trọng mà đến mức độ chia tay cả. Tức là hai cá nhân toàn cá thể thì hoàn toàn những người rất là tuyệt vời, nhưng mà không có nghĩa là người đấy đồng nghĩa mới là hạnh phúc mãi mãi. Và cái chuyện đấy cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên là chú không muốn điều đấy xảy ra. Chú không muốn điều đấy xảy ra. Nhưng mà khi nó đến thì chú cũng bình tĩnh. Và chú tin tưởng vào cái quyết định của Phương. Phương hỏi chú khá nhiều lần. Thì chú cứ vẫn mực
Mà câu nói chung chung trong những mà đưa ra nói chuyện với Phương ấy là bố luôn tôn trọng quyết định của con. Anh muốn hỏi thêm em là em đã thay đổi thói quen như nào và em làm nào để mình thú vị trở lại? Lại tìm người giúp đỡ. Em có một cô em gái thân thì bạn ấy thỉnh thoảng cứ thấy cuối tuần là đi đi gọi là đi từ thiện, đi làm việc này việc kia. Thì mình bảo thế làm cái gì thế, hay ho quá thì cho chị đi với. Thì bạn ấy cũng giới thiệu em đến một cái hội nhóm của bạn ấy, nơi mà toàn những người tích cực và nói những cái điều tích cực. Đến bây giờ điều mà em vẫn nhớ, tức là khi mà mình mở lòng ra và đón nhận mọi thứ bằng nụ cười và điều tích cực thì mình sẽ nhận lại như vậy. Thế là em bắt đầu học cười. Học cười từ học sáng cười. Đến tới nhiều khi buồn thì anh không thể nào tự nhiên ngồi cười được đúng không? Hoặc là ví dụ như em gặp anh là ví dụ như em đang vui vẻ em có cười được, chứ bây giờ đang buồn mà gặp cứ cười nó cũng khó. Nhưng mà em nghĩ rằng là mình cứ tập cười từ sáng đến tối, mở mắt ra là vào gương là phải cười đã để chào đón một ngày mới này. Rồi gặp ai cũng cười, rồi niềm nở tích cực cứ cười thôi. Thế dần dần rồi thành quen. Thế là tự nhiên mình nhận lại những cái tích cực cũng từ mọi người. Có những người người ta hiểu, không hiểu tại sao em lại cười với người ta luôn ấy. Bởi vì có một vài người là người ta là bảo vệ ở một cái khu nào đấy, hàng ngày người ta cứ khó khăn, người ra người vào cứ quát khách đi anh. Mà con này nó cứ cười thôi. Đến trong gặp cứ cười, ta mắng cũng cười, chào hỏi cứ cười. Thế là đến 4-5 lần như vậy thì người ta bắt đầu đáp lại mình. Thế em dùng chiến thuật của anh ở trên mạng xã hội. Anh là trong tất cả comment thì đến 90% anh thả ha ha. Đại khái là chửi anh cũng thả ha ha. Vâng. Nói đều anh cũng thả ha ha. Khen anh cũng thả ha ha. Anh nhận thấy cái chưa cần phải quan tâm đến cái việc người ta có đáp lại mình hay không. Đúng rồi. Ngay cái hành động mà khi em click vào cái ha ha để em thả vào một cái comment mà em cho là tiêu cực, bản thân mình thấy dễ chịu hơn. Vâng, chính xác anh ạ. Mình trao đi cái gì, mình nhận lại cái đấy. Em cứ tích cực trao đi như thế một thời gian dài, cộng với việc luyện tập thể dục thể thao, đi chạy nhiều. Em thấy tự bản thân mình vui vẻ hạnh phúc hơn. Thấy mình cũng còn xinh mà. Mình hoàn toàn có thể là có những cái niềm vui tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta sẽ có mấy câu hỏi khán giả muốn hỏi, anh em mình sẽ trả lời tùy khả năng của anh em mình thôi chứ không căng thẳng lắm. Tôi và người yêu bằng tuổi, tôi trải qua một đời chồng, anh là người nước ngoài, chúng tôi đang sống thử. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm rưỡi, dự định cuối năm cưới. Tháng sau tôi tính về Việt Nam, đón con 8 tuổi qua nước ngoài ở cùng và học hành luôn. Có một chuyện tôi phân vân, không biết có nên tiếp tục không. Ngoài chuyện tiền bạc anh rất thoáng, những chuyện khác tôi thấy anh nhỏ nhen. Mỗi lần cãi nhau, anh thích thì làm hòa, không thích là chiến tranh lạnh khiến tôi mất ăn mất ngủ. Thời gian đầu quen nhau, anh giận 1-2 ngày, càng lâu thì thời gian càng tăng. Khi giận nhau, chúng tôi ở chung nhà mà như người dưng. Tôi luôn muốn nếu cãi vã thì ngồi xuống cùng giải quyết. Vậy mà nói nhiều lần rồi anh vẫn chọn cách chiến tranh lạnh như vậy. Anh là trai tân, cuối năm cưới cũng là do anh cầu hôn tôi và muốn cưới. Tôi phải làm sao đây? Rồi. Những cái câu hỏi dạng như thế này em gặp rất là nhiều. Sẽ trả lời được luôn câu hỏi này. Đó chính là cô này nói mỗi khi mà hai người giận nhau thì cô mất ăn, mất ngủ, buồn này nọ. Em nghĩ là không, cô ấy đang bị phụ thuộc cảm xúc vào người khác. Cãi nhau thì kệ chứ, mình vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ, ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục cuộc sống mà. Còn có sức để mà cãi đúng không ạ? Cái việc hai người cãi nhau khi mà quan điểm khác nhau, rõ ràng là bây giờ em đứng ở góc này em nhìn đây là số 9 mà, nhưng anh Dũng ở góc đấy là số 6. Em không thể bắt anh Dũng nghĩ giống em được. Thì cái quan điểm của mỗi người khác nhau sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nếu như hai người không tìm được tiếng nói chung để giải quyết cái bất hòa đấy thì tức là để nó qua đi. Tại vì trong một mối quan hệ đúng hay sai đâu có quan trọng. Quan trọng là chúng ta ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc thôi, đúng không ạ? Nếu mà em cãi nhau với ai là thôi tách. Bây giờ em và anh không cùng quan điểm, đi ở khác, mỗi đứa làm việc của mình. Xong lát sau nghĩ lại, cái chuyện nhỏ đấy mà cũng phải cãi nhau tôi lại vui vẻ bình thường. Thế còn đâu đang cãi nhau mà lại kiểu ui dồi tôi mong anh ấy phải thế này thế kia. Phụ nữ hay thế anh ạ, muốn đi đến cùng vấn đề. Bây giờ em anh cãi nhau phải giải quyết cho xong, em đúng chứ, anh không đúng, anh sai, anh phải xin lỗi em là sao anh không thế nữa. Tức là phải đi đến tận cùng vấn đề. Nhưng mà không anh ạ, nhiều khi đàn ông họ hành xử một cái việc gì đấy không phải vì họ cố tình làm cho mình đau khổ, mà bởi vì họ nghĩ rằng như thế là không sao. Ví dụ anh đi nhậu với bạn thì anh về muộn một chút làm vợ anh không vui, đúng không? Nhưng anh thì thấy tôi lâu gặp bạn rồi một tí có làm sao, chứ không phải là tao phải về muộn cho mày buồn. Không hề, đúng không ạ? Mình phải hiểu mấu chốt của vấn đề là như vậy, để thấu hiểu và thông cảm cho đối phương. Khi mà cãi nhau thì mình cứ
xinh đẹp, vui vẻ, mà ông ấy tức mình thì mình ra ngoài đi chơi với bạn. Tự người đàn ông mới thấy là thôi, mình không thể giận nhau với bà này lâu được, mình phải làm lành thôi chứ bây giờ cãi nhau chả để làm gì cả. Đây không phải là anh chồng nhỏ nhen. Mà em nghĩ rằng là do cô ấy cho anh ấy cơ hội để trở thành người như thế, mỗi ngày lại tăng cấp độ lên. Tại vì anh nghĩ là nếu như một ai đấy nhỏ nhen thì có lẽ cái biểu hiện rõ nhất đó là trong vấn đề tài chính. Đúng rồi, chính xác. Mà anh ta lại không hề mà cũng nhỏ nhen yêu gì. Cô này rồi là trai tân, đúng không ạ? Không quan tâm đến việc là cô ấy đã từng có chồng, có con. Thậm chí cô này sẵn sàng đón con xa. Nghĩa là em cũng không nghĩ rằng anh này quá tệ. Vậy thì em nghĩ là phải tìm cái cách giải quyết mà giải quyết từ mình đã. Đây là chiến thuật gây chiến tranh của anh ấy thôi. Vâng. Qua phần tư vấn, tôi nghĩ phần này tư vấn hay quá. Một, đó là bạn cứ vui vẻ đi. Nếu mà có chiến tranh thì bạn nên quan tâm đến bản thân mình trước. Đúng rồi ạ. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, xinh đẹp. Còn nếu anh ấy mà vẫn cứ tiếp tục lạnh thì gửi anh ấy mấy chai nước, đằng nào cũng bất công lạnh, làm mát luôn hộ mấy chai nước. Giống kiểu tủ lạnh ấy, mà ôi anh thích làm tủ lạnh thì anh cầm hộ mấy chai nước, chuyện bình thường. Thì mọi chuyện dần dần nó sẽ có lợi thế. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì cùng nói chuyện với Lan Phương, mở chúng ta một cuộc nói chuyện rất là dễ chịu. Và nỗi buồn với cô ấy đi qua cũng rất là nhẹ nhàng theo cách cô ấy chia sẻ. Nhưng bởi vì đấy là cô ấy chọn cách chia sẻ nhẹ nhàng. Chứ tôi nghĩ rằng là với những gì mà Lan Phương vừa nói thì mọi chuyện cũng đã rất khó khăn. Vì thà rằng mình khó khăn một thời gian dài trước xong nó khó khăn thêm một tí thì đã là một nhẽ. Đằng này mình đang ở trong một cái màu hồng giấc mơ, nó đoàn cái đến với hiện thực đen tối thì đấy là cả một vấn đề. Những cái việc em đã vượt qua nỗi buồn đấy thì nhiều người trong chương trình Lối Ra đã nói rồi. Nhưng có một chi tiết mà anh nghĩ rất là quý, đó là mình muốn cuộc sống, mình muốn mọi thứ xung quanh mình đối với mình như thế nào thì mình phải đối với nó như vậy trước đã. Và lúc ấy thì cô ấy cần những nụ cười. Và cô ấy đã chọn bằng cách là cô ấy phải bắt đầu là phải tập cười. Về sau là nó thành một thói quen. Cười, cười nhiều, gửi cuộc sống nhiều nụ cười thì tự nhiên là cuộc sống nó cũng sẽ có nhiều nụ cười gửi lại chúng ta. Cảm ơn em đã đến với chương trình Lối Ra ngày hôm nay. Và với quý vị khán giả thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Rất là cảm ơn chương trình Lối Ra và anh Dũng đã giúp Phương có cái cuộc trò chuyện này để Phương chia sẻ những cái kinh nghiệm từ bản thân mình, giúp đỡ những ai mà người ta đang mong muốn tìm được lối ra. Mọi thứ trên đời này dù là buồn hay là vui nó đều sẽ qua, không cái gì là mãi mãi. Cái mà chúng ta còn lại đó chính là những cái giá trị tích cực mà mình trao đến cuộc sống này. Cảm ơn em rất nhiều. Với quý vị khán giả thì xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Quá khứ từng ba chìm trong hạnh phúc, đâu ngờ lại bảy nổi với đắng cay. Hiện tại bình yên là thứ xa xỉ, thẫn thờ chính lên đanh tay trắng tay. Tương lai chẳng còn điều gì hoa mỹ, lạc bước thân đã lỡ một lần đò. Mê cung mãi miết thêm những chân nghĩ, loay hoay tìm lối thoát ra ai cho. Sáng